Nga muốn Iran tham dự hội nghị giải quyết chiến tranh Syria. Tin từ Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Iran tham dự hội nghị quốc tế tìm cách chấm dứt chiến tranh Syria, nhưng các nước Tây phương muốn giới hạn sự tham dự để dễ dàng đưa tới kết quả. Trả lời một cuộc phỏng vấn thu hình trước một đài truyền hình Lebanon, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng chính phủ Iran đoàn kết với chính phủ Syria, giới chức Iran thường xuyên qua Damascus, cho nên cuộc hội nghị phải có Iran sự bất đồng giữa Nga và Tây Phương về vai trò của Iran cho thấy đã có thêm một sự khó khăn đối với hội nghị do Hoa Kỳ và Nga cùng đề nghị và tổ chức. Iran ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đã hoan nghênh đề nghị của Nga. Phát ngôn viên Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, Hoa Thịnh Đốn không quyết định nước nào sẽ tham dự, nước nào không, và đang thảo luận với Liên Hiệp Quốc về việc này. Iran ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập vì không chịu ngưng chương trình nguyên tử bị Tây Phương nghi ngờ đang mưu toan chế tạo vũ khí. Cuộc họp sắp tới cũng giống như cuộc họp tháng 6 năm 2012, nhưng khác biệt là lần này sẽ có chính phủ và đối lập Syria tham dự. Nga tuyên bố không bác bỏ tổ chức đối lập Syria nào tham dự hội nghị, nhưng hội nghị không phải là nơi có thể để cho những nhóm khủng bố như mặt trận Nusra đặt chân tới.